chào tất cả các bạn nha. Hôm nay tôi tiếp tục đi review xem xe chữa keo. Hôm nay đồ keo chúng tôi đi làm ngày đầu tiên đây. Xe này khoảng cỡ 18 tấn các bạn ạ. Chào các bạn nha. Xe bên đây đường mới quá cho nên là xe bị dính cái ổ cát. Đỡ rồi. Hết lớp này là me nó không có mé. Bên kia kìa. Do đắp cát các bạn ơi cho nên nó bươi hết nè. Lâu quá rồi trời mới đi. Cát cũng bươi. Xem này, cái đây là cái vùng đất cát nè, bùn ở dưới kìa khó chịu quá. Do đường đi lâu đi quá nè, lâu đi quá có, cho nên là không đi được luôn này, nên đứng xìa không bọc xích đâu. Bơi rồi, chín cót này nữa. Cót rồi, chín
cứng cáp rồi. Chính cáp rồi. Chính rồi tiếp nữa. Các bạn xem nha. Đây là do xe nặng quá nè. Nặng quá. Xe vô nặng quá mà lại đắt mới nữa. Woo! Nếu đó em do cái xe chở nặng quá, vừa đây đắt buồn quá. Lùi lên lấy cục đó ra. Lùi lên. Ủa sâu quá luôn mà. Con nít này vậy. Trắng quá. Đi sâu quá rồi. Chừ phải đồ luôn. Chúng các bạn xem đây, xe sao mùi núi sau rồi. Xe vô nặng quá. Bây giờ cái bánh phía sau là bị tì xuống dưới đất rồi. Cho nên là lùi không được nữa. Bây giờ là phải tới thôi. Phải dùng tời thôi. Mặc dù trời mưa ở trời nắng. Kia lại nữa. Không được, trời chỉ tời mới. Mát cái cục đó này nè. Hồi nãy nữa. Ôi. Lại đây, lại qua đây.